Em chào anh em và bạn trai quen được năm rưỡi Bọn em đã có quan hệ Bọn em có chia tay nửa năm Thì quay lại em có cho anh thử thách trước Thường nha Là có thể nói là chín mươi mấy phần trăm Là quay lại là tiêu Ok Tiếp tục nè Chúng em đã quay lại được một tuần và có quan hệ lại Chúng em đang yêu xa Do em công tác và từ hôm nay Từ hôm quay lại anh ít liên lạc với em Em phải làm sao hả? Em vẫn hy vọng người đàn hôm này Em ơi mối quan hệ hư rồi nó chỉ có vậy thôi Thứ nhất là đây nè, thứ nhất khi mà em đã vào một cái mối quan hệ mà có quan hệ tình dục sớm thì chắc chắn cái mối quan hệ đó sẽ hư ok nó có thể tới hôn nhân nhưng mà cái hôn nhân nó không đạt ở cái mức tốt đẹp anh nói cái này như đinh đóng cột luôn cho em biết luôn á, tức là nếu quan hệ sớm tức là trước cái cảm giác phôn á, thì nó sẽ hư tức là nó sẽ không đạt được cái tốt nhất hoặc là cái tốt nó sẽ vào cái trạng thái tù cảm giác sau đó là dẫn tới việc tụi em chia tay thì chia tay rất là hợp lý là vì khi cái cảm giác người đàn ông tuột hoặc là có tuột cộng với tổn thương thì thường khi tuột này dẫn tới tổn thương là vì khi tuột thì người phụ nữ sẽ cảm giác khó chịu vì không được đối xử như mong đợi dẫn tới cái tổn thương và tổn thương thì chia tay và lúc đó nó vì nhiều lý do tụt cảm giác này rồi tổn thương này nọ thì bây giờ quay lại khi quay lại có nghĩa rằng anh ta vẫn như cũ cảm giác vẫn tụt vẫn là thấp em vẫn như cũ ok còn cái vụ thử thách chẳng có tác dụng gì nữa tại vì có là sự đeo đuổi đâu mà thử thách cho nên là em nói là em có cho anh thử thách khi mà em nói là em cho anh thử thách thì là em chẳng hiểu gì về cái cuộc sống tình cảm hẹn hò phần hẹn hò tại vì thử thách nó không phải là thứ em cho anh ta em không thể cho một người đàn ông thử thách khi anh ta không đeo đuổi em đó cho nên là chúng em đã quay lại một tuần và có quan hệ lại có nghĩa là ngay lập tức em không như như cũ đúng không không có thử thách em, em quay lại tuần quan hệ lại thì điều đó không những là không có thử thách gì cả mà là em lại là phiên bản cũ và anh ta cũng là phiên bản cũ và mối quan hệ tiếp tục tổ tiếp cho nên bây giờ chúng em đang yêu xa thì yêu xa nó lại là cái bất lợi nữa là một người phụ nữ có giá trị người ta không chấp nhận yêu xa ngay từ đầu ở đây thì lại là quay lại là lại yêu xa cho nên em thấy là ở đây là em thì tài le hột me mối quan hệ thì từ lư hột dưa ok cho nên bây giờ đi trồng không biết ra cây gì người ta muốn ra cây hạnh phúc mà gieo xuống là hột me với hột dưa rồi em nói là từ hôm quay lại anh ít liên lạc với em cảm giác tột me từ hồi xưa rồi em phải làm sao chẳng có gì để làm hết sống tiếp và nên biết cách xây dựng bản thân Để xây dựng cái cuộc sống tình cảm của mình Chứ bây giờ làm sao đâu có gì đâu làm Em vẫn hy vọng người đàn ông này Nó nói lên sự tổn thương và sự phụ thuộc ở em Khi em quan hệ tình dục Thì em sẽ vào cái trạng thái em hy vọng người đàn ông này Tức là em vẫn cứ sẽ như vậy Và tới một lúc nào đó em bắt đầu thấy Mình mất giá trị hẳn luôn Tức là khi em qua một cái mối quan hệ khác sau này Tự em cảm nhận là mình kém luôn là em lại vào những mối quan hệ kém hơn kém hơn mà cứ như vậy Ngày hôm nay cũng có thể đã là cái hiệu cao quả đó của những mối quan hệ trước rồi đó. Tức là mình luôn tự cảm nhận là mình kém và mình sẽ hành xử rất là kém mà mình không nhận ra nha. Mà đôi khi mình còn chơi đồ hiệu và nghĩ là mình giá trị đó, nhưng mà thực ra là bên trong mình cái gọi là cái self esteem đó nó kém lắm luôn. Người ta gọi là sự tự trọng đó. Và cái sự tự trọng đó nó thể hiện qua cái quan hệ cái mình đánh đổi đó, cái mà mình đối xử với mình và người khác. Ở đây em thấy không người ta quay lại, có nghĩa là tệ đó em lại chấp nhận quay lại rồi quan hệ tình dục sớm, tức là quay lại quan hệ lại và em lại nghĩ là cho thử thách, nó là ngược lại của thử thách. Cho quan hệ, mới quay lại quan hệ tình dục. và tức, bởi vì em mới em có thể nghĩ rằng mình cho thử thách, tức là mình có giá trị. Nhưng mà trên thực tế là ngược lại, tại vì cái self esteem á tức là tạm dịch là cái sự tự trọng nó thấp lắm. ở Trong mối quan hệ tình cảm á nha, nó là sự tự trọng trong mối quan hệ tình cảm, tức là giá trị ấy, nó thấp lắm và nó hư liên tục. Và cái câu này thể hiện nè em vẫn hy vọng người đàn ông này trong khi tình cảm thì thấy anh ta tụt hết nhưng mình vẫn hy vọng điều đó nó nói lên cái giá trị mình nó nằm ở đâu đúng không tức là một người đàn ông không yêu em em vẫn hy vọng đó cái giá trị của mình nằm cho đó một người phụ nữ có giá trị người đàn ông yêu họ mạnh mẽ họ vẫn chưa không có hy vọng tại sao là vì người mình xứng đáng và anh ta vẫn chưa chứng minh được hết mặc dù anh ta đang có tình cảm nhưng chưa chứng minh hết mình chưa thấy mình chưa bị chinh phục chứ đừng nói tới đây là người đàn ông đã chứng minh là không có tình cảm tụt hết rồi thì em vẫn ngồi hy vọng. Thì bởi anh mới nói cái giá trị nó quan trọng lắm tại vì mình cảm nhận như thế nào về mối quan hệ, về bản thân, về người đàn ông đó thì mình sẽ được chính xác cái đó. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay em vẫn lòng vòng bị kẹt mà em vẫn đang tổn thương. Và cho dù em tới mối quan hệ khác mà em không thay đổi thì nó cũng lòng vào đâu đó thôi nó cũng lập đi lập lại cái kiểu đó rồi lại quan hệ tình dục rồi sau đó lại tụt cảm giác rồi lại bị chê bị xấu rồi có tới khoảng năm ba mấy tuổi bắt đầu đặt cái câu hỏi anh tuấn ơi giờ em bắt đầu em lớn tuổi rồi lớn gì cái con người chưa có lớn thôi cái cái năng lực sống chưa có lớn thôi chứ tuổi gì lớn em nên thay đổi vợ chồng em cũng bình thường không cãi nhau cũng không mặn nồng ok đợt dịch em và con có về ngoại nửa năm sau đó về ngoài nửa năm là một cái dấu hiệu đó nghe tới đó là để cái dấu chấm than với chấm hỏi xong rồi cái đèn vàng bật lên đó sau đó anh cũng không hỏi hang khi nào em vào lại em nói em ở thêm nửa tháng tiếp tục thấy chưa tức là lại tăng cái mà gọi là không nên làm lại tăng cái lé lên mức độ nặng hơn chút tôi chơi tôi tất tay đó thì anh cũng ok không ý kiến rồi xong tàn 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 tiếp tục, okay, Sau này em có hỏi tại sao vợ chồng ở xa nhau anh cũng không nói gì. Bà mẹ em đòi đi rồi em đòi tăng ra rồi em hỏi tại sao? Trời ơi, hôn nhân chất lượng kém má ơi luôn không xây dựng làm cho nó hư tiếp. Sau này là hỏi kiểu trách móc. Có phải anh cũng muốn ở xa như vậy cho thoải mái không? thì anh trả lời là cái đó do em muốn mà, xí chính xác, anh ta sẽ dựa vào đó là cái cớ em là người đề nghị, em là người làm tất cả và khi em nói câu đó thì thứ nhất nè, nó cho nó cho anh ta thấy nè là ở em là một cái người mà khó yêu á, là tại giống như là yếu mà bị đặt ra gió hả cái kiểu gì đó, tức là đòi cương theo cái kiểu mà cách nghĩ đơn giản là đòi chia tay rồi về ngoại rồi á, nửa năm á không Ok. Rồi sau đó là thêm nửa tháng nha. Ok, rồi bây giờ tại sao tại sao lại ở xa vậy? Tại sao lại vậy? Thì anh ta nói em đòi mà. Đó. ở vậy cho thoải mái hả? Đầu em là người đề nghị mà xem là hỏi anh câu đó. Chính em là người muốn điều đó chứ phải anh đâu cho nên là câu trả lời nằm ở em chứ không phải nằm ở anh. Đó, thấy không? Mấy chả khô lắm. Cứ như tiếp tục nè. Anh có ý kiến gì cũng có thay đổi được đâu. Chính xác. Anh ta tìm một cái cách để đổ lỗi cho em Còn cái câu trả lời nó nằm chỗ này nè, Cái hôn nhân nó đang hư dần Nó đã bị làm hư Từ cái lúc hai chồng đến với nhau Gọi là hôn nhân nha Còn hẹn hò là có thể nó đã hư từ cái lúc hai người quen nhau Tuy nhiên mình nói bằng hôn nhân Cái hôn nhân nó đã bắt đầu nó hư dần Từ cái lúc hai người đến với hôn nhân Tới ngày hôm nay vẫn chưa nhận ra Vẫn đang nghĩ là tại anh này muốn ở xa hả hay là Không có đó tại em mà Có chồng nào ở xa vậy Mà lại không có ý kiến vì không anh à, chồng có chồng không yêu vợ chồng không yêu vợ thì cái đó tao ý kiến hay là do tình cảm vợ chồng em phai nhạc chính xác vợ chồng tình cảm em phai nhạc nhiều lắm rồi nên anh thấy em muốn sao cũng được à? câu trả lời là cái vế thứ hai có phải là do tình cảm vợ chồng em phai nhạc câu trả lời là yes cái đó là cái câu trả lời chính xác em hỏi đúng chứ không phải là do xa vợ hay là do cái gì hết trơn á do tình cảm vợ chồng phai nhạc đúng rồi nhưng mà cái câu hỏi quan trọng hơn mà có thể em chưa bao giờ nghĩ tới hoặc là chưa có câu trả lời là tại sao tình cảm vợ chồng lại phai nhạt vậy câu đó và câu nữa là nếu như nhận ra thì là làm sao để tình cảm vợ chồng tốt hơn ok nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh còn ở tiếng anh đó là chữ subscribe sau đó là hiện ra cái chuông bấm vô cái chuông luôn mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa bye bye